Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị và các bạn. Sau đây là những tin tức đáng chú ý trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công khai tham vấn cộng đồng, báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên làm chủ đầu tư. Tuyến đường có chiều dài khoảng 55,68 km đi qua địa phận 3 huyện Văn Giang, Quái Châu, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Điểm đầu tuyến tại km 0+000, ranh giới tỉnh Hưng Yên, thủ đô Hà Nội. Điểm cuối tại km 55+680, giao đê tả sông Hồng tại km 133+500 thuộc xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên. Tổng mức đầu tư của dự án theo chủ trương được Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên phê duyệt là trên 9.275 tỷ đồng, còn tổng mức đầu tư theo báo cáo thiết kế cơ sở là trên 9.980 tỷ đồng. Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường, sau khi có quyết định đầu tư, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hưng Yên sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, môi trường, tiến hành thiết kế chi tiết dự án, lập kế hoạch quản lý môi trường. Tuyến đường sẽ đi trùng đường đê tả sông Hồng DT378, sau đó tuyến tách ra đi sát đê về phía bãi sông, có đoạn cách đê hiện hữu trung bình từ 1 tới 1,5 km. Đường chính được thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật với đường cấp 2, đồng bằng, vận tốc thiết kế 100 km/h. Đường bên thiết kế đảm bảo yêu cầu tương đương cấp 4 đồng bằng, vận tốc thiết kế 60 km/h. Trên tuyến dự kiến xây dựng hai cầu vượt qua kênh thủy lợi tại trạm bơm Liên Nghĩa, trạm bơm Nghi Xuyên và cầu Nghi Xuyên phù hợp với quy mô qua sông kênh thủy lợi. Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng trên 19 ha đất trồng lúa nước, tác động đến 245 hộ dân, trong đó tái định cư 204 hộ dân. Ngoài ra phải di chuyển gần 600 ngôi mộ và một miếu thờ, chủ yếu ở huyện Kim Động. Chủ đầu tư khẳng định, sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối các di sản văn hóa, phát triển kinh tế dọc sông Hồng, hình thành tuyến đường liên vùng kết nối các công trình di sản văn hóa tâm linh dọc sông Hồng, Thăng Long, Phú Hiến, Tam Trúc, Bái Đính, Chùa Hương, kết nối giao thông vùng Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Ninh Bình. Báo cáo đánh giá tác động môi trường thông tin, không có chùa chiền, đền đài, miếu mạo nào phải di chuyển khi xây dựng tuyến đường, nhưng khu vực lân cận tuyến đường di sản đi qua có nhiều chùa chiền, đền thờ và di tích lịch sử như chùa Nhạn Tháp, chùa Mễ Sở, khu di tích lịch sử quốc gia đền Đa Hòa, thờ Chử Đồng Tử, công chúa Tiên Dung, đền Mây, chùa Đằng Châu, đình Cót, đền Đông Từ Linh, lăng Vua Mây, đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ, thành phố Hưng Yên, thuận tiện cho khai thác các công trình tâm linh này. Tiến độ thi công dự án sẽ nằm trong giai đoạn 2024-2026. Dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng được Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 7 năm 2023. Hiện đang được thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng. Song song với công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, các huyện, thành phố có dự án đi qua, quyết liệt chỉ đạo các xã, phường tích cực nắm bắt, tuyên truyền tới các hộ dân có đất nằm trong quy hoạch dự án, giữ nguyên hiện trạng, tránh tình trạng trồng cây trục lợi, đón bồi thường. Tuyến đường kết nối di sản qua xã Chí Tân, huyện Khoái Châu có chiều dài khoảng 2,5 km, diện tích giải phóng mặt bằng dự kiến khoảng trên 14 ha của 250 hộ để bàn giao cho dự án. Trong đó, 8 hộ có đất nhà ở và hơn 20 ngôi mộ dự kiến sẽ cần di dời. Bên cạnh việc rà soát, quy hoạch vị trí tái định cư, chuẩn bị giải phóng mặt bằng, xã tích cực thực hiện tuyên truyền, lồng ghép và nắm bắt tình hình để ngăn chặn tình trạng trồng cây trục lợi trên đất. Nhiều hộ dân có đất trồng cây nghệ khi nắm bắt được chủ trương phần đất canh tác của gia đình sắp tới sẽ cần bàn giao cho dự án, đồng thời được chính quyền các cấp tại địa phương tuyên truyền về việc không được tự ý trồng cây lâu năm ảnh hưởng đến dự án khi cần giải phóng mặt bằng. Các hộ dân không những đồng thuận chấp hành mà còn chủ động nhắc nhở, tuyên truyền tới nhiều hộ dân tại địa phương hiểu đúng chủ trương của nhà nước. Dự án đường kết nối di sản văn hóa du lịch phát triển kinh tế dọc sông Hồng đi qua huyện Khoái Châu có tổng chiều dài khoảng 18,1 km qua 11 xã. Tổng diện tích đất cần bàn giao cho dự án khoảng trên 103 ha. Hiện huyện đã lập kế hoạch chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, các địa phương tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới quần chúng nhân dân nắm được chủ trương, tuân thủ đúng pháp luật về quy trình, quy định về công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, chủ động tuyên truyền, ngăn chặn các hành vi trục lợi đền bù từ sớm, từ xa tại Khoái Châu. Không những giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, tuân thủ quy định về đền bù giải phóng mặt bằng, tránh lãng phí mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án sau này tại các địa phương. Tại thành phố Hưng Yên, vài tháng nay, trên địa bàn các phường xã Lam Sơn, Hùng Cường xuất hiện tình trạng người dân tự ý trồng các loại cây lâu năm gồm nhãn, bưởi,
tại khu vực đất trồng cây hàng năm như rau màu, ngô, đỗ, chuối. Ngay lập tức, Ủy ban nhân dân thành phố Hưng Yên đã chỉ đạo hai địa phương tiến hành kiểm tra, rà soát các trường hợp vi phạm phát sinh mới trên địa bàn. Đặc biệt tại vị trí quy hoạch thực hiện dự án xây dựng tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch, phát triển kinh tế dọc sông Hồng, kịp thời ngăn chặn tình trạng trồng cây đón đền bù nơi dự án đi qua. Qua rà soát, toàn xã Hùng Cường có trên 100 hộ vi phạm với hơn 1.100 cây lâu năm như nhãn, cam, bưởi mới được trồng tại các vị trí quy hoạch dự án đường kết nối di sản, trong đó tập trung chủ yếu tại lô 3 bãi cụ thôn Cao Xá với hàng trăm hộ vi phạm. Đây là khu vực chưa thực hiện dồn thửa đổi ruộng nên diện tích canh tác của mỗi hộ rất nhỏ. Phường Lam Sơn có hơn chục hộ vi phạm nhưng với diện tích lớn hơn. Ban đầu quy trình xử lý vi phạm tại các địa phương chưa dứt điểm, thành phố Hưng Yên đã ra văn bản đôn đốc chỉ đạo phê bình chủ tịch Ủy ban nhân dân hai phường xã, đồng thời yêu cầu các địa phương phải lập danh sách cụ thể, chi tiết diện tích vi phạm, số lượng cây vi phạm, vị trí đất vi phạm, tiến hành làm việc với các trường hợp là chủ sử dụng đất hoặc người có hành vi vi phạm để xác định phương án xử lý vi phạm. Đến nay, trên 90% số hộ ở hai địa phương đã ký cam kết tự thu hồi diện tích cây lâu năm mới trồng, cam kết nếu sau này gia đình có diện tích đất thu hồi xây dựng đường kết nối di sản sẽ không có đơn thư và đề nghị hỗ trợ cây trồng lâu năm phát sinh mới. Một vài hộ còn lại không có mặt tại địa phương hoặc chưa ký cam kết, Ủy ban nhân dân các xã phường tiếp tục gặp gỡ, làm việc và sẽ tiến hành lập biên bản, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước ngày 20 tháng 8. Việc thành phố Hưng Yên kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các địa phương vào cuộc sát sao nhằm giữ nguyên hiện trạng, tránh tình trạng trồng cây đón đền bù đối với diện tích đất nằm trong quy hoạch dự án đường kết nối di sản văn hóa du lịch, phát triển kinh tế dọc sông Hồng là cách làm cần được phát huy, nhân rộng trong bối cảnh tỉnh Hưng Yên còn nhiều dự án cần đền bù, giải phóng mặt bằng thời gian tới. Phấn đấu hoàn thành 12 trên 12 dự án thuộc đường cao tốc Bắc Nam trong năm 2025. Đây là mục tiêu mà Bộ Giao thông Vận tải đưa ra nhằm đẩy mạnh giao thông đi lại và phát triển kinh tế. 12 dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 được khởi công từ năm 2023 với tổng vốn gần 147.000 tỷ đồng, dài xấp xỉ 730 km. Theo báo cáo mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải, tổng sản lượng thi công của 12 dự án cao tốc đã đạt trên 45.000 tỷ đồng, tương đương 46% tổng mức đầu tư. Trong đó có 7 dự án sẽ hoàn thành giữa năm sau. Số còn lại được đẩy tiến độ để phấn đấu thông xe cuối năm 2025. Để đảm bảo tiến độ dự án, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu phối hợp với địa phương sớm tháo gỡ vướng mắc về giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, cung ứng vật liệu xây dựng, bảo đảm đủ trữ lượng và công suất đáp ứng tiến độ thi công các dự án. Theo mục tiêu đề ra, các dự án thành phần dự kiến hoàn thành cơ bản năm 2025 và khai thác vào 2026 sẽ nối liền toàn trục cao tốc Bắc Nam từ Lạng Sơn đến Cà Mau.